Xin chào anh em, mình là Hợp. Nay mình về được một em Stenhurst rất là đẹp và thuộc dòng Premium của Stenhurst. Với dòng Premium thì nó sẽ có cái thiết kế khác lạ hơn một chút và cái niềng benzen của nó thì cũng rất là đẹp luôn. Chiếc Stenhurst này hôm nay mình có ở đây đó là một chiếc Stenhurst Ocean 39, sorry các bạn, tức là size 39 và nó là phiên bản GMT 500 Premium. Mình sẽ cùng mở ra cho anh em xem. Đó, chúng ta sẽ có ở đây là chiếc Ocean 39 và benzen của nó là có hai màu. Như các bạn thấy ở đây là màu đen và màu xanh. Chúng ta hay còn gọi vui phiên bản này là phiên bản Batman đấy các bạn. Đó, nếu như trên những cái dòng mà Submariner của Rolex thì chúng ta sẽ gọi là Batman. Đó. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có sổ. Chiếc này thì là như các bạn thấy là tháng 10 năm 2019 các bạn nhé. Đó. Những cái dòng của Stenhurst thì hộp sổ của nó gọi là đủ để đáp ứng nhu cầu gọi là có hộp sổ thôi các bạn ạ. Chứ còn hộp và sổ của Stenhurst thì nó bình thường thôi, nó không thuộc dạng sang trọng. Vì họ muốn tập trung cái tiền mà các bạn bỏ ra vào cái đồng hồ hết. Cho nên là chúng ta bỏ ra bao nhiêu thì chúng ta sẽ chi hết cho cái đồng hồ này. Như phiên bản này thì nó được ra mắt và nó được bán với cái mức giá là 699 euro các bạn nhé. Với cái mức giá đó thì các bạn sẽ loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 20 triệu, hơn 20 triệu. Tuy nhiên phiên bản này thì hiện tại là mình thấy là nó đã ngưng rồi. Và phiên bản đời mới thì mình thấy nó sẽ làm cái phiên bản là Ocean Stenhurst Ocean 39 nhưng mà lại là phiên bản thường, tức là 300 mét chống nước. Còn phiên bản này của chúng ta thì sẽ là phiên bản premium với độ chống nước là lên đến là 500 mét cơ. Đó. Điểm qua về cái mặt số dial thì như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một cái kính sapphire và kính sapphire ở trước này. Thì được làm cong và lồi hơn hẳn so với benzen các bạn nhé. Đó, chúng ta sẽ có một cái mặt số màu đen. Còn benzen của chúng ta thì sẽ có hai màu là benzen ceramic và chia hai màu, ở dưới là màu xanh và trên là màu đen. Và đặc biệt là phần benzen của chiếc này thì nó đều có lum luôn như các bạn thấy ở đây. Đó, như chiếc này thì nó là phiên bản premium cho nên các bạn thấy là về cái thiết kế nó cao cấp hơn rất là nhiều so với phiên bản thường. Nó sẽ có những cái chi tiết là lum ở cả cái niềng benzen ceramic này. Đó, các bạn có thể thấy rất là rõ những cái con số ở niềng benzen ceramic này của chúng ta thì cũng có lum. Và lum của chính giữa ở đồng hồ thì dĩ nhiên nó sẽ là những cái lum rất là sáng, Lumi Supernova. Đó. À, với một chiếc diver như vậy thì các bạn đeo thì các bạn xuống nước thì sẽ rất là đẹp. Niềng benzen này chia hai màu tượng trưng cho sáng và tối, tức là ngày và đêm. Thì ở phần dưới này các bạn có thể thấy là từ 6 giờ sáng cho đến 18 giờ thì nó sẽ là màu xanh, đó là ngày. Còn từ 18 giờ cho đến 6 giờ sáng thì nó sẽ là đêm, tức là màu đen. Đó. Thiết kế thì rất là đẹp. Size 39mm, lắc to lắc của nó vào khoảng là 47mm. Chiếc đồng hồ này thì nó sẽ phù hợp với anh em tay khoảng 15.5 đến 16 cm trở lên anh em nhé. Là anh em đeo được rồi. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm chính với hai phần crown work bảo vệ và đây là cái núm Skuda. Và chiếc này là một chiếc có niềng xoay 120 nấc. Đó, như các bạn thấy ở đây. Niềng xoay 120 nấc. Đó, và nó là một cái niềng GMT. Vì chiếc này là có chức năng là GMT, có thêm một kim chỉ giờ thứ tư. Đó. Và chức năng chỉ giờ này thì các bạn sẽ sử dụng cái nấc thứ nhất của núm để chúng ta chỉnh. Chiếc này thì có chức năng này giờ này, phút này, giây, lịch ngày và giờ GMT, tức là múi giờ thứ hai. Phần thiết kế thì nó sử dụng sợi dây thép với 3 mảnh. Và đây là một cái thiết kế rất là thể thao và chúng ta thường thấy trên những cái dòng sản phẩm như này. Chúng ta sẽ có cái khóa gập đôi. Khóa gập này thì sẽ giúp cho chúng ta chắc chắn khi mà chúng ta xuống nước. Đó. Và đằng sau thì sẽ là bộ máy của chiếc đồng hồ. Theo như thông số kỹ thuật thì chiếc này trang bị bộ máy là Seleta SW330-1. Đây là bộ máy là Swissmade được sản xuất và OEM cho Stenhurst bởi Seleta, nhà sản xuất máy số 2 của Thụy Sĩ. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có 25 chân kính, có tần số 4 hẹp 28.500 và các bạn sẽ có 42 giờ tích cóp các bạn nhé. Củ băng thì được OEM và đặt riêng với cái màu là màu mạ vàng với logo Stenhurst. Đó. Chiếc này thì như mình nói là giá hãng loanh quanh là khoảng 20 triệu chưa tính ship về.
ship về loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 21, hơn 21 gì đó. Còn hiện tại mình đang có sẵn ngay chiếc này với cái mức giá cũng hợp lý thì anh em chơi là 16 triệu 500. Thì đây là một dòng premium của Stenhouse cho nên là mức giá nó sẽ đắt hơn một chút so với những cái dòng khác. Những dòng khác của Stenhouse thì chỉ loanh quanh khoảng tầm 12 đến 14 triệu thôi. Tuy nhiên dòng này là premium thì như các bạn thấy là kính sapphire nó cũng được làm kính sapphire glass box này. Niềng benzen thì ceramic có cả lum và chống nước của nó là 500 m. Đó là những cái điểm khác biệt so với những dòng sản phẩm thường. Anh em nào có nhu cầu về chiếc Stenhouse Ocean 139 này thì anh em có thể liên hệ iSet theo thông tin bên dưới video nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.